quan là nếu ai không giao tố tụng có mặt tại phiên tòa, cái kiến nghị giơ tay là có thể phát biểu. Mà nếu ai không ai có kiến nghị khác có thể là đồng thuận. Bà Hợp do bà Tâm đại diện, bà Hợp đại diện cho Nguyễn Thanh Tâm, bà Hợp có mặt. Đối với hậu Đặng Gia Bảo, Đặng Bảo Nam hiện nay thường trú tại đó trước khi bị bắt. Quận nào? Nghe nghiệp bị cáo. Dạ, quận trước đây bị cáo đang ký hợp đồng